Dạ rồi, em chào chị gái nha. Chị gái cho em xin phép được hỏi chị gái tên là gì và đến từ đâu? Là Nguyễn Mụi em đến từ Cà Mau. Chị đến từ Cà Mau ha. Hôm nay chị về đây nhờ giúp đỡ vụ việc gì? Nhà tìm con gái nó đi nay nữa 4 5 ngày. Tìm con gái. Con gái chị tên là gì? Nguyễn My Xin. Nguyễn gì ạ? Nguyễn My Xin. Nguyễn Bi. My Xin. À, My Xin ha. Con gái chị năm nay nhiều tuổi chưa? À, 17 tuổi. 17 tuổi. Con gái của chị bỏ nhà đi lâu chưa? Nay nữa 4 nay nữa là 5 ngày. 5 ngày ạ. Trước khi mà bỏ đi thì con gái mình làm công việc gì? Nó ở nhà nó không có làm cho nó, chỉ ở nhà giúp mẹ làm chuyện này chuyện kia. Con gái chị hiện tại 17 tuổi, trước giờ đã từng bỏ nhà đi lần nào như vậy chưa? Nó cũng có một lần rồi, đi tìm gì được rồi. Đi vì lý do gì? Nói chung là bạn bè nó rủ ghen nó đi á, rồi đi tìm nó về được. Cụ thể đi mấy ngày ạ chị? 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày rồi nó tự nó liên lạc về rồi đi rước nó về. Về mình có hỏi con gái mình là đi đâu, ở đâu, làm gì không? Nó nói là nó đi chơi với bạn đó. Chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì gia đình nhà mình không hỏi thăm gì hết. Không hỏi thăm gì tới nữa. Cho đến tới nay là đi rước về đây khoảng 4 5 tháng nay là nó đi nữa đó. Trong quá trình 4 5 tháng này ở nhà, chị có thấy con gái mình có dấu hiệu gì bất thường không? Thấy nó không nói chuyện tới ai, hỏi gì cũng không trả lời, cho nhiều khi hỏi 5 6 tiếng thì nó mới trả lời được 1 tiếng. Con gái nhà mình có được bình thường không? Nói chung là nó bình thường, là nó không có gì chứ, Phải không? nhưng mà nhiều khi là nó về nó ăn xong rồi nó châm như cái điện thoại không à. Tức là xài điện thoại rất nhiều. Đúng rồi, Con gái có làm công việc gì không? không Ăn ở không ở nhà. đúng rồi, Chị được mấy người con? hai đứa Bé gái này là con thứ mấy trong gia đình? thứ hai trong gia đình, thứ lớn luôn. Lớn trong gia đình. Đúng rồi. Vậy là không có đi làm gì hết trơn. Không không có đi làm tại vì chưa đủ tuổi, không có đi làm được, có làm hồ sơ đi công ty mà không có nhận. Ở nhà có cơm nước được không? Con nó biết nấu cơm không? Nói chung là cơm nước nè, nhà cửa là nó làm đủ hết được hết trơn á. Gọi là mọi thứ, gọi là ở nhà Đúng cơm rồi, nước này kia là con là gái mình lo được hết ha. được hết. Con gái mình có ngoan không? Nói chung là lúc chưa trước là chưa quen cái thằng này thì nó ngoan lắm, nói cái gì tôi cũng nghe hết á. Từ khi cái quen cái thằng này là nói giờ không cha mẹ ông bà không ai nói nó nghe chứ. Quen thằng này là quen ai chị? Quen thằng bạn nó tin thằng này cũng tên là thằng Khánh nữa, Ở đâu? nó quê đó ở ngoài Bình Thuận quá, Quen lâu chưa? quê đến nay cũng được có được 6 tháng rồi đó. Quen 6 tháng, con gái nhà mình mới 17 tuổi mà đã quen có bạn trai rồi ạ. Tại vì đi vô công ty là đi lên làm với cậu nó đó, Dạ. cậu rủ đi lên làm quen rồi xong dắt về, rồi hôm đó đi lên nữa rồi nó đi đó, rồi xong rồi mới rước về, rước về xong rồi giờ đi nữa, thêm một chặng này đi nữa. Cái bạn trai này đã từng đến nhà mình chưa? Có từng đến một lần rồi, tới nhà mình rồi luôn. Có nói chuyện có thưa thưa với gia đình gì không? Có Nói xin chung phép gì là không? nó có chung về đây rồi nó nói chuyện với ông bà chỗ này, nó đã nói là nếu được thì nó kêu bên gia đình nó bước tới, tại Dạ. vì bên đây không chịu. Sao mà chịu được, đúng không ạ? Con nhà mình còn nhỏ mới 17 tuổi Đúng rồi, mà yêu đương gì? có kêu chờ kêu có nói nó chờ đi, nếu mà thương chấp nhận thương thì hai chờ hai đứa đi làm hay gì đó kiếm gì gì làm đi, rồi cho lớn tuổi tí thì rồi gả, chứ giờ chứ chưa gả được. Vậy là trong quá trình đó là con nhà mình Đã đi gọi là quen 6 tháng đấy, thì con nhà mình có điều gì bất thường không? thấy là nó ăn uống không có được bình thường như người ta, Là sao cụ thể là chị? kiểu như y chang như là bị có ngán gì đó. Ồ, nghén nghén là có bầu hả? Đúng rồi, Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì theo như bản thân chị cũng là phụ nữ, mà đặc biệt chị là một người mẹ, đúng rồi, thì chị cảm nhận như thế nào? thấy cũng nghi nghi rồi, tính chở nó đi ra đi hỏi tiền, nó chở nó đi khám mà chưa kịp gì chứ thì nó phát lên nó đi, nó đụng nó đi. À, nhưng mà mình có thấy con mình có dấu hiệu gì lạ không? Ví dụ như chẳng hạn Thường như thường là nó ốm phải không, giờ là cái con người nó là phát lên, nó mập lên, nó mập lên cái bụng, thấy có cái bụng rõ ràng luôn. là có bụng to ra. Đúng rồi, Rồi sao nữa? thấy bụng to ra định tính ấy, rồi ăn uống nó không thường, thường ngày thì nó ăn cái gì nó cũng ăn hết trơn á, mà nó ăn uống cái này giờ nó ăn là miếng 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 à, không ăn nhiều, Có bị ói gì không? có ói luôn. Vậy là theo như bản thân chị thì chị cảm nhận được rằng là con nhà mình có dấu hiệu là có nghén Đúng ha. rồi,
Và lần này con bỏ đi thì có đem theo phương tiện quần áo tài sản Nói gì chung không? giờ trong mình nó không có ngàn nào cho nó đi, chỉ là nó gom quần áo là ở trọ đó là bao nhiêu là nó gom hết luôn, không chừa lại cái gì luôn. Gom hết quần áo đi. Đúng rồi, một cái vali với một cái ba lô Và là nó chị gom nghi hết. ngờ lần này con mình đi là đi với người yêu hay đi với Đúng ai? rồi, tại vì á đi làm đi công chuyện về thấy cái mấy cái người gần gần đó ta nói là có chiếc xe chạy tới là đậu ngay trước cửa phòng luôn á, Dạ. là chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là đi ra là không thấy nữa. Mình có camera không? Tại vì cái phòng nó không có camera, đi ra ngoài đường mà lộ thì camera lộ thì nó xét ra nó chạy xẹt qua rồi không thấy rõ. Vậy là có người ở phòng trọ thấy một thanh niên. Đúng rồi, một thanh Mình niên cái chiếc đi xe xe lạ, gì? xe là lạ, người ta nói chỉ là xe lạ thôi chứ ta không biết cái xe đó là kêu bằng cái gì. Nhưng hiện tại là thằng đó nó đang có là chiếc xe chia Sa chia chi đấy. ừ, đúng rồi Và bây giờ thì không biết là con gái nhà mình ở đâu làm gì. Vậy đúng là rồi. trong mấy ngày nay là mình có liên lạc được với con không? Nói chung là điện nó được mà đổ chuông á thì nó không bắt máy, nhắn tin thì nó xem mà nó không trả lời. Xem nhưng không trả lời. Đúng rồi, xem mà không trả lời. Thật sự đây là một câu chuyện rất là tiếc, vô cùng tiếc. Bởi vì tới thời điểm giờ này thì con gái là gọi là quyết định bỏ nhà đi, nhưng chưa biết chính xác là đi vì lý do gì. Nhưng chính con gái không biết được rằng ở bên ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy đang chờ sẵn, Thì đó. rất dễ bị cám dỗ và dụ dỗ, đặc biệt là tuổi của con gái nhà mình đang cái độ tuổi phát triển và tuổi dậy thì, đúng không ạ? Chị Đúng rồi. lo sợ con gái mình gặp điều gì. Sợ là một phần là do người ta sợ ta dụ, ta bán này kia. Và một phần thì cũng nghi ngờ một phần là nó đi với thằng bạn lúc trước nó đi nữa. Trên cái video này chị có điều gì chị muốn nhắn gửi tới con gái của chị không? Nếu mà con thấy được cái tin này, con hãy về với mẹ đi, chứ ông bà cha mẹ lo lắm. Nói đi cho con về. Chị nói đi, chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện thôi. Về đi. Ở ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy, đặc biệt con lại là con gái nữa. Thì ông xã chị đâu hôm nay sao không về đây với chị? Tại ông mắc đi làm mà không có đi được, không nghỉ cho người ta được á. Nhớ con nhiều không? Nói chung là bữa tới đi tới giờ là khóc suốt luôn. Rất thương. Nói đi, nói cho con về đi, nhanh về với cha với mẹ đi, về với gia đình đi. Ngoài đời ngoài đường không ai tốt bằng cha mẹ đâu, chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện thôi. Nhiều lúc là mẹ có la con nhưng mà mẹ đâu không lắm, con về với mẹ đi. Chứ con đi rồi mà mẹ liên lạc con được không được gì trơn, nhắn tin cũng không trả lời mà điện con không có bắt máy nữa. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn, thì thật sự đây là một câu chuyện rất lấy làm buồn và vô cùng làm tiếc. Thì rất hy vọng rằng cô chú anh chị xem video này và chung tay góp sức chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho bé một ngày gần nhất để bé quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Thì thật sự thì trong thời gian vừa qua thì rất nhiều các bậc làm cha làm mẹ hoang mang và lo lắng, về nhờ sự trợ giúp của anh em mà đi tìm con cái rất nhiều. Thì hy vọng rằng cái video này cũng là lời cảnh tình cảnh giác tới tất cả cô chú anh chị cũng như các bổn phận làm con, hãy xem cũng như là nhìn nhận thấu hiểu nhiều vấn đề hơn. Rất buồn, thật sự đây là câu chuyện rất buồn. Chị còn chia sẻ thêm thông tin gì nữa không? Thì nói chung là nhờ mấy anh giúp giùm chứ giờ em cũng không biết sao nữa. Thôi chị cứ cố gắng bình tĩnh ha. Thì khi chị lên đây nhờ rồi thì anh em giúp đỡ cho chị hoàn toàn miễn phí. Và cố gắng nhờ cả cô chú anh chị trên Nó cộng không đồng có mạng tiền nữa. bạc chân, giờ đi hỏi đi dây tiền là đi lên đây. Hỏi Mình được người ta được có 1 triệu thôi. Rồi đi lên tới đây luôn, ghé hôm qua ghé nhà bà chị mới đưa qua đây. là mình ở quê luôn hả? Đúng rồi. Tiền xe mình lên đây đắt không? Tại từ ở chỗ đó đi lên tới chỗ bà chị là 150 rồi. Rồi qua đây nữa, sáng đi qua đây cũng mấy chục nữa. Giờ là hết 200 rồi, còn có Ừ. 800 ngàn. Thôi cố gắng ha.
không tiền không bạc, muốn ăn cái gì ở nhà muốn ăn cái gì mẹ ơi, tụi con thích cái đó là em đi mua liền, dù không tiền cũng đi kiếm tiền cũng mua cho nó ăn nữa. Bây giờ nó vậy đó. Thôi cố gắng lên chị, cố gắng lên, anh em sẽ giúp đỡ tìm con gái về cho gia đình nhà mình nhá. Cố gắng bình tĩnh ha. Chị cứ yên tâm đi nha, bình tĩnh nha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như khuyên em sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì rất hy vọng rằng video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để giúp cho một ngày gần nhất mẹ con được đoàn tụ ở bên nhau. Chị, toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, chị là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, chị đồng ý không? Đúng, chịu. Chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên mạng xã hội để tìm con gái mình không? Cho. Chị đồng ý không ạ? Đồng ý. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Dạ rồi, cuối video này em chỉ biết chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe thôi nha. Chị cố gắng lên ha. Dạ rồi, em xin phép chào chị, em chào cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.